Xin kính chào bà con. Hôm nay cuối tuần tâm sự về mấy loại đồng hồ cũ một tí nha bà con. Thật sự thì lúc đầu em chỉ tính mua vài cái đồng hồ để làm video clip chia sẻ về các loại đồng hồ cũ chơi thôi. Nhưng mà kể từ khi dấn thân vào con đường sưu tập đồng hồ cũ á, thì bây giờ em đã có rất nhiều cái luôn rồi, không biết bao nhiêu cái mà nói. Càng sưu tập thì nó càng nhiều. Em sưu tập về mỗi shop em về em bỏ nhiêu vậy nè, đó là chưa hết nha. Đó. Chủ yếu là nữ không em mà con. Này. Tùm lum còn nhiều lắm nha bà con, tại cái bạn nó có nhỏ nên không có để hết được. Vì sao em lại sưu tập nhiều đến thế? Em lúc đầu em cũng không có định mà sưu tập nhiều vậy đâu. Tính mua vài con để chia sẻ kinh nghiệm bà con chơi thôi. Nhưng mà càng mua thì thấy nó đẹp. Giá cũng hợp lý. Mua sưu tập. Rồi chia sẻ với bà con về ngắm nghía xong rồi đem bán. Những chiếc đồng hồ cũ nó thường là nó mua về là nếu mà dây da thì nó sẽ hư hết như vậy nha bà con. Không có dây nào mà đồng hồ cũ mà đồng hồ cổ mà dây da còn được đẹp hết á, đa số là nó sẽ bị hư. Dùng thời gian là nó sẽ bị hư như vậy nè, mất hết lớp da rồi. Cái này cũng dòng đồng hồ xịn đó nha. Cái này em cũng thích đeo lắm mà mỏng lét nè. Rồi dây nó cũng hư rồi. Gãy rồi. Nó hường tróc chỗ này nè, chỗ này em về em cũng dán keo lại nè. Mấy chiếc này nè cũng hư dây hết rồi, hư dây hư khóa. Đa số đồng hồ cũ mà lộ da là nó sẽ hư da hư khóa nha mà con. Những đồng hồ mà dây thép như vậy nè nó sẽ ít bị hư hơn. Ví dụ nó có cũ á, thì mình cũng còn đánh bóng được. Còn dây da hư là bỏ thôi chứ không còn làm gì được nữa. Kiếm được những chiếc đồng hồ mà dây da mà zin nguyên bản luôn thì rất là khó nha mà con. Những chiếc đồng hồ nhiều khi năm 60, sáu mấy, 70, 80 gì đó mà kiếm được cái dây da mà với khóa zin này nè, zin từ A đến Z luôn ấy, thì nó rất là hiếm. Nên bây giờ mỗi chiếc đồng hồ dây da thường là nó sẽ như vậy. Cái mặt nó thường là mặt zin nha, nhưng mà da thường là nó cũ hoặc rách. Khóa thì cũng có thể khóa zin nha, nhưng mà dây thường là khá không được đẹp. Tại sao dân chơi đồng hồ vẫn thích sưu tập đồng hồ second hand hoặc đồng hồ si, đồng hồ nói đồng hồ là qua sử dụng rồi đó. Nói chung là mỗi nhiều tên khác nhau lắm. Thường vì độ đẹp của nó với cái giá, nếu mà mấy con này mà lúc mà mới ra thì giá trị nó rất là cao, tiền rất là cao. Nhưng mà khi mà qua một thời gian sử dụng rồi đó thì giá nó chỉ vài trăm ngàn thôi bà con. Giống như chiếc này cũng chỉ vài trăm ngàn thôi. Chiếc này cũng hàng hiệu này, cũng vài trăm ngàn thôi. Móng lét này. Nhưng mà cũng có khuyết điểm nha. Con này có khuyết điểm là bị tróc cái vàng chỗ này nè bà con. Tróc xi chỗ này. Con này cũng vậy, cũng có vài trăm ngàn thôi. Những con đồng hồ này lúc mới ra thì giá nó rất là cao luôn nha bà con. Nhưng mà qua một thời gian thì nó vẫn không bị lỗi thời nha bà con. Mình đeo vẫn được bình thường. Những tín đồ mà hàng mới thì coi tham khảo vui chơi thôi nha. Ví dụ mà mình hàng hết dùng hàng mới thì mình bỏ qua cũng không coi vậy cũng được, hoặc coi gì chơi cho biết cũng được. Nếu mà hàng cũ thì bạn mua rất là tiết kiệm so với hàng mới luôn nha, mà cũng là hàng hiệu nha. Máy móc của nó khi mà bạn háo mấy cái đồng hồ đời cũ, máy móc của nó nhiều khi tôi mình nói nha, đẹp hơn mấy máy đời mới bây giờ nhiều luôn á. Mấy máy mà ngày xưa á, toàn là dùng máy xịn, máy đa số máy xịn xịn không nha bà con. Mình có mở nhiều máy rồi mình mới dám nói về những con đồng hồ này. Như vậy máy nó rất là đẹp nhưng mà giá nó rất là mềm. Ví dụ mà bạn giờ bạn mua một con đồng hồ đi mới đi, đồng hồ pin của hãng như Orange hoặc Citizen gì đâu, ví dụ thôi nha, khoảng như vài triệu một con mà chỉ là đồng hồ pin thôi, mà pin như mình tháo ra cái máy bên trong nó cũng rất là bình thường nha bà con. Nó không đẹp bằng những con đồng hồ mà cái máy vài trăm ngàn đó, đó là mình nói thiệt. Mình tháo
em tháo nhiều con máy rồi, em về em chủ yếu em coi máy nó móc nó làm sao rồi chất lượng nó làm sao thì em thấy nó rất là ok, nhưng mà nhược điểm của nó là hàng đã qua sử dụng. Những ai mà không thích hàng qua sử dụng thì bỏ qua, dưới về là mình sẽ phải hai loại dây, mình có thể hai dây da da bò, da cá sấu, da đà điểu, da cá đuối, các loại da gì đó cũng được tùy theo. Nhiều khi mà sợi dây nó còn mắc hơn cái đồng hồ nữa. Ví dụ mà sợi dây khá khá đi, khoảng từng trăm mấy, 200, 300, 400 gì đó. Còn dây mà rẻ rẻ thì vài chục. Mà rẻ thì nó đeo không có sướng tay. Còn nếu mà an toàn nhất thì bà con mua mấy dây thép này nè, về là cũ đánh bóng đời. Vòm cũng rất là đẹp nè, vòm tăng rất là đẹp. Mai mốt thì em sẽ giới thiệu chi tiết nhiều hơn cho bà con nha. Đây về là em sẽ bỏ vô mỗi em một túi như vậy nè, đó. Mỗi em một túi gì đó. Em mua có nhiều shop lắm nha, chứ không phải một shop nha. Hàng này Seiko Lucent, hàng này ngày xưa là cũng nổi tiếng, nhận nổi tiếng lắm, hàng cũng có thương hiệu mà con. Ngày mốt em sẽ có video clip để quay lại hết mấy con đồng hồ nữ cho bà con coi chơi. Còn con này là hàng pha ke, máy Nhật. Hàng này là hàng Bulova, máy cũ nữa. Máy cũ thì nó thường nó sẽ có khuyết điểm nha. Cái giá trị của đồng hồ tùy theo nha, độ mới cũ nha. Ví dụ những con mà mặt như vậy nè, không được đẹp nè. Mặt ở đây nó có bị có lúc trước có thể là bị vô nước nè, nó bị ố hết khúc này nè. Con này là cũng hàng có thương hiệu nha, Bulova nè, máy pin Thụy Sĩ đó, kính sapphire, niềng mạ vàng, vỏ đó, khung vỏ đó. Nhưng mà cái mặt của nó là bị ố nè, thì giá trị sẽ thấp hơn những con mà giống như vậy. Ví dụ vậy đó, con này nè, nó cái mặt nó còn rất là đẹp nè, cái mặt nó còn rất là đẹp cho nên giá nó phải cao hơn. Ví dụ em ví dụ vậy thôi nha, cái độ mà mới của đồng hồ á, cái là quyết định cái giá trị đó. Nếu nó zin hết từ khóa, dây, mặt, máy móc, núm rồi là giá trị nó cao. Cho nên nhiều khi mình thấy cái đồng hồ vậy, ủa shop này đăng giá này, shop kia đăng giá kia, nhưng mà nhiều khi mình đăng không hết, người bán đăng không hết, hoặc là người mua thì lại không hiểu sao chỗ này bán giá này chỗ kia bán giá kia, thì tùy theo giá trị nha bà con. Nếu mà mình trước tiên là khung vỏ nè, có trầy xước nhiều hay không nè, giống như con này nó cũng có trầy nhẹ nè đó. Những dòng mà si mẹ vậy nó dễ bị trầy hơn nha bà con, vậy dễ bị thấy khuyết điểm hơn là những dòng thép như vậy. Thép như vậy thì khó, nó cũng trầy nhưng mà mình khó thấy khuyết điểm hơn, với mình đánh bóng được những cái vỏ bằng thép như này, màu thép như này mình đánh bóng được. Còn những mà cái si mạ vàng nè, không có đánh bóng được, mình không có lắc ke lại được nữa. Nếu mình đi lắc ke lại thì mình cũng phải đánh lại rồi mình mới lắc ke được. Điện phân mặt mạ BBD thì heo, nhưng mà nếu tiền mà chi phí mà để mạ nó thì còn mắc hơn. À, rồi còn nếu mà cái mặt nó mà đồng hồ giá trị cao mà mặt nó xấu á, thì mình cũng có thể đi vẽ nha. Có người thích vẽ, người thích không, nó tùy theo thôi. Đồng hồ cổ mà nếu nó quá cổ mà nó có giá trị thì mình không nên vẽ. Nếu đồng hồ mà giá rẻ bình thường thì mình vẽ lại bình thường. Đó, mình coi đồng hồ là mình phải coi hết máy móc có chạy không. Nhiều khi giờ mình mua nó chạy, vài bữa nó không chạy mình cũng chịu thôi. Bữa mình cũng có mua cái đồng hồ về nó chạy, vài bữa nó ngưng. Mình về mình đa số là mình sẽ theo dõi hết mấy cái đồng hồ, test coi nó chạy sao nè. Ví dụ đây là mặt siêu dít người ta còn luôn nè. Nhiều khi hàng này hàng trưng bày núm nè, núm núm là mình coi nó cái núm đó, núm là thường bị lỗi. Những hàng mà đánh đá, đánh đá là dễ bị bay núm đó, bay đục đá nè. Nè mình coi coi núm rồi nó bị tróc xi chỗ cái núm này nè. Nó nếu mà hàng đẹp á thì khác, hàng đẹp là hàng nốt á, người ta né nốt là nếu anh thấp. À, mình coi khung vỏ nó, khung vỏ thường là sẽ mòn chỗ này, hai bên niềng này, đây đây với đây, tại vì mình va chạm nhiều đó
nó sẽ bị mòn trong mấy chỗ đó. Mình có dây nhợ móc khóa, nếu mà mình không quan tâm mấy này thì mình hay mới hết được luôn. Móc khóa dây giờ có bán đầy, muốn loại nào có loại đó. Đó chủ yếu là mình có cái mặt thôi. Kính nè, kính là dễ, cũng dễ bị trầy nè. Nếu kính sapphire thì không có bị trầy, kính cứng thì bị trầy, kính cứng kính mica thì bị trầy. Kính cứng thì mình có hai, còn kính mica thì mình có thể đánh bóng nha. Kính cứng cũng có thể đánh bóng, nhưng mà đánh bóng nếu mà nó kính mà nó sát mặt quá này nè, đánh có thể bị trầy niềng nha mọi người. Cái mạ này dễ bị trầy, phải thợ chuyên nghiệp mới đánh được. Còn kính sapphire thì ngon lành rồi, nó bể cũng bể thôi chứ không có trầy. Nào, mình coi cái độ mới của nó. Với nhiều khi mà người ta chụp á, người ta sẽ người bán á, người ta sẽ né những cái điểm chết, người ta lấy cái điểm đẹp thôi, góc đẹp thôi. Em thì không sao, em nói vậy hết. À, nói như vậy thì nói như vậy thôi. Em chụp cận luôn, có thể mắt thường mình không nhìn thấy, nhưng mà em chụp cận là nhiều khi bà con mới thấy. Mình sòng phẳng ngay từ đầu thì mình vui vẻ thôi, có sao nói vậy. Đẹp thì nó đẹp, xấu thì nó xấu. Ví dụ mình bỏ đi 3-4 triệu đi, mình mua một con đồng hồ mới đó. Mình tính đồ hàng cũ thôi nha, còn hàng mới thì hết dụng, hàng mới thì bỏ qua nha. Thì mình sẽ mua được rất là nhiều chiếc con luôn nha, đẹp luôn á. 3-4 triệu là mình cũng có mua được hàng cơ mà loại thương hiệu luôn rồi nha mọi con. Nó có thể nó sẽ về với mất dây nè, nó về em sẽ vệ sinh em hai lại dây đó. Cái mặt này cũng rất là đẹp nha mọi con, đúng nó cũng còn đẹp nè đó. Mông má nó cũng còn đẹp, nhưng mà dây nó hư rồi, khóa thì cũng khóa hư luôn rồi. Giờ mình phải hai lại bộ dây đó. Nên mua mấy đồng hồ thì em chủ yếu quan tâm là cái mặt thôi. Mặt đẹp là được. Dây thì giá rẻ mà mình đâu có đòi hỏi được nhiều thứ quá. Với dây da một dùng thời gian mà nó cũng bị tróc rồi bà con. Từ khi bà con để trong hộp có chống ẩm, có chống ẩm đúng độ ẩm nha. Mà nếu mà hút ẩm nhiều quá thì nó bị cứng dây, mà nếu dư ẩm quá thì nó dây nó bị phù. Mà để giữ được độ mới sau hàng chục năm thì rất là khó luôn nha mà con. Chứ không còn mấy dây đờ mi này nè, ví dụ mà đồng hồ mấy dây đờ mi này nó sẽ bị dễ bị trầy xước ở mấy cái đờ mi này, là mình cũng không có đánh bóng được. Mặc dù dây thép nhưng mình cũng không đánh bóng được. Nói đúng ra là đánh bóng được nhưng sẽ mất mấy cái đờ mi này, mã vàng này, làm mất cái giá trị đồng hồ, nên cũng không ai đánh. Đánh thì có thể đánh được mấy cái chỗ này nè, chỗ nào trắng đó, thì mình mới đánh được thôi. Cũng con này cũng còn đẹp nhưng mà con người giá cũng vài trăm nghìn. Mình xí xa xí soạn một ngày mình đeo một cái cũng được. Con nữ này nè, lắc này. Đeo nhìn cũng rất là dễ thương nhưng mà con nó dễ gì, nó dễ thương nên em mới sưu tầm cả đống luôn nha mà con. Nhiều mấy trăm cái luôn, còn nhiều lắm, để không hết. Mấy chị em mà nữ nữ rồi đeo mấy cái này là xì tin dâu lắm. Đó. Thì em chia sẻ bà con nghe mấy cái đồng về việc mua đồng hồ cũ vậy thôi. Thật ra trước kia là em không nghĩ gì mua tới đồng hồ, cũng ít làm biếng đeo đồng hồ lắm mà con. Sau này tìm những cái chơi chơi để chia sẻ với bà con chơi gì không, giữa đồng hồ cũ với đồng hồ mới thôi. Nhưng mà từ khi em tìm hiểu đồng hồ cũ thì thấy nó nhiều cái nó đẹp với nó xinh quá. Cái sưu tầm về thì mình sưu tầm xong mình ngắm nghía xong rồi mình bán lại. Như lúc đầu em không không có định hướng là bán luôn nha mà con. Thật ra cái này cũng tốn thời gian của em lắm đó nha. Ngồi sưu tầm đi mua rồi ngày nọ em lum hết. Về phải vệ sinh có bữa mà tốn tốn thời gian luôn nha. Vệ sinh tháo ra nó lẫn mẫn lỉ mỉ mà, nhất là mấy đồng hồ nữ nhỏ xíu, chi tiết nhỏ xíu không à. Này, không, em bé này nè, hôm bữa xước mồ hôi tán luôn, ngồi lọ mọ dán mấy cái số, trời ơi trời, cầm lỡ tay rớt xuống đất rồi xong nó văng hết nguyên dãy số luôn, giờ còn chừa nó một số luôn. Mặc dù đồng hồ nó còn rất là đẹp nhưng mà con giận luôn rồi.
ngồi lọ mọ cả buổi, cầm lên gắn cái máy vô, lỡ tay văng cái máy xuống đất rồi xong luôn. Không có văng cái máy mà văng cái mặt này nè, rồi xong luôn. Dây nhợ đâu còn ngon lành cành đào, máy móc chạy ngon, bị mất số. Hứa với lòng là mai mốt không có mua đồng hồ mà tự xử nữa, tự xử máy nha, dây em tự xử được nha. Là máy móc nó lỉ mỉ lẳng mẳng lắm mà còn nhỏ xíu, chi tiết nhỏ xíu không à. Giống như mấy cái này đi, trời ơi, có đồng hồ bằng cái móng tay của em mà. Cái máy nó cực nhỏ luôn mà con. Nè. Nhỏ xíu xíu luôn nè. Máy nó nhỏ lắm nha. Psycho. Nhìn cũng mà vàng còn đẹp lắm nha bà con. À, ba ngọn nến lung linh dễ thương lắm mà con, ai mà tay nhỏ nhỏ leo lên à, bay cháy bùi chét luôn. Dây em này còn ngon lành ngon lành cành đào, thì mốt em sẽ có một cái clip em chia sẻ mấy cái em này sau, thì em chia sẻ vậy đó bà con. Ví dụ bà con mà muốn tiết kiệm tài chính mình có đồng hồ được được chứ không có theo xu hướng được nha. Những chiếc rẻ này thì nó đã qua xu hướng rồi, nhưng mà những chiếc vintage này nè đeo cũng rất là đẹp nha. Cái này giống như hai dây là dây màu đen lên nè, anh nào vẫn áo sơ mi mà tay hơi to to chút, trời ơi luôn, đau nách luôn á bà con, đẹp không có quá lỗi thời đâu bà con ơi. Ví dụ vậy thôi, mắt cổ điển này. Không có đeo, không có bị lỗi mốt, mà cổ điển tròn tròn này nè, đeo ít bị lỗi mốt lắm. Rồi những anh thích thầm hố thì theo mấy loại dây da mà mặt dây là dây thép mà mặt lớn lớn chút á. Mặt lớn lớn thì phải đời sau này nha. Ngày xưa nếu mà đúng hàng vintage thì mặt nó nhỏ nhỏ không, mặt nó tầm ba mấy trở lại không, 35, 36 không, ít có khi nào mà bốn mấy lắm. Sau này thì mới có mặt mấy mặt lớn thôi, ngày xưa là một vintage là đa số mặt nhỏ nhỏ gì không nè. Đồng hồ cho nam á nha, nhỏ nhỏ gì không, cho nữ thì cũng nhỏ xíu này, cho nam này ha cũng nhỏ xíu. Con em nè đó, cơ tự động giá 300k, giảm giá còn 200k, hàng ông nội gì chứ. Cơ tự động nhưng mà con của nữ. À, mà kính này không có mấy chị bị trầy này, nó lắc là chạy nha, mặc dù nó cũ nhưng mà nó chạy. Nhưng mà cẩn thận thì mới chơi đồng hồ cơ thì nó đòi hỏi nhiều lắm bà con ơi, giống như chơi mà hứa đồ đẹp vậy đó, là mình phải nâng như trứng mẫn như hoa vậy đó, mình phải bảo trì nó thường xuyên chứ, mặc dù nó hàng giá trị cao chăng nữa mình cũng phải bảo trì bảo dưỡng nó, tại vì nó là mặt cơ khí không mà mình không bảo trì nó thì thời gian sau là nó sẽ dễ bị lỗi lắm. Rồi như vậy nha bà con, thì bà con có câu hỏi thắc mắc gì bà con cứ hỏi em biết cái nào thì em chia sẻ cái đó thôi. Cái video clip này không dành cho mấy người mà thích đồ mới nha, đồ mới mà ra tiệm thích bảo hành lâu dài đó thì cho khỏe người khỏi suy nghĩ nhiều á, thì mình nên mua đồ mới thì tiệc nào của đó thôi. Những đồng hồ cũ như vậy thì nó sẽ không còn chống nước tốt nữa, ron nó đã bị nhão hết rồi. Đa số đồng hồ cũ như là đa số đồng hồ cũ như vậy ron nó nhão hết rồi. Nếu mà bà con muốn chống nước thì đem lại mấy cái tiệm chuyên nghiệp á, người ta sẽ hai ron mới rồi chắc keo chắc dầu rồi đó để hạ nó chống được nước, chống được nước cơ bản thôi nha, như nước mưa tắm vậy thôi, chứ đi bơi đi lội là cũng chua à. Tại vì không còn đồ zin của nó nữa. Mà con dùng hàng si thì sẽ tiết kiệm được rất là nhiều chi phí nha. Mình có dùng mình bỏ ra 3 4 triệu mình mua một cái, 3 4 triệu mình mua được mấy cái 4 5 6 cái gì chẳng hạn, ví dụ vậy thôi nha. Thì đó thì bà con thôi, từ quyết định của mỗi người thôi. Thì em nói thật vậy thôi, chia sẻ thật, sau quá trình tìm hiểu em chia sẻ thật vậy thôi. Rồi vậy nha bà con, cảm ơn bà con đã xem video clip, xin chào bà con.